Xin chào cả lớp. Trong bài thực hành này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm lịch sử nghiên cứu. Trước tiên, thầy sẽ giới thiệu tổng quát về lịch sử nghiên cứu và các bước để làm lịch sử nghiên cứu. Sau đó, thầy minh họa trên máy tính cách tìm tài liệu trên Internet và đánh giá và lựa chọn tài liệu. Và cuối cùng, các bạn sẽ thực hành tìm kiếm và chọn lọc tài liệu cho đề tài của mình. Trước tiên, lịch sử nghiên cứu là gì? Lịch sử nghiên cứu là một tóm tắt về những gì đã được nghiên cứu về một chủ đề cụ thể. Lịch sử nghiên cứu có thể dùng làm một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh hoặc là một phần nền tảng cho một nghiên cứu khác. Trong môn học này, chúng ta sẽ thực hiện lịch sử nghiên cứu để làm nền tảng cho một nghiên cứu khác. Cụ thể, ta làm lịch sử nghiên cứu để biết ai đã làm gì, từ đó xác định vấn đề nghiên cứu và thiết lập câu hỏi nghiên cứu cho mình. Các bạn chú ý là lịch sử nghiên cứu không phải là một liệt kê và tóm tắt đơn giản các nghiên cứu đi trước. Khi thực hiện lịch sử nghiên cứu, các bạn còn phải tổng hợp, có phản biện những nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu mà bạn quan tâm. Mục tiêu của chúng ta là phác họa một bức tranh tổng quát về chủ đề nghiên cứu. Các bạn làm lịch sử nghiên cứu trước tiên là để nắm được những gì đã được nghiên cứu về chủ đề nghiên cứu. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải nắm được các thông tin về các nghiên cứu có liên quan và đóng góp của nó vào chủ đề nghiên cứu. Cuối cùng và quan trọng nhất, các bạn làm lịch sử nghiên cứu để tìm ra mối quan hệ giữa các nghiên cứu, xác định và đánh giá các mâu thuẫn giữa các nghiên cứu và tìm ra khoảng trống nghiên cứu hay câu hỏi chưa được trả lời. Điều này sẽ giúp bạn xác định vấn đề cần nghiên cứu và phát biểu câu hỏi nghiên cứu của mình. Như thầy đã trình bày trong bài trước, sau khi xác định đối tượng và khách thể nghiên cứu, các bạn có thể bắt đầu tiến hành thu thập tư liệu. Lưu ý là bạn chỉ nên tập trung vào đúng chủ đề mình quan tâm. Trên Internet và trong thư viện có rất nhiều tài liệu. Nếu bạn không tập trung chính xác vào chủ đề mình quan tâm, bạn có thể sẽ thu thập quá nhiều tài liệu và thu thập tài liệu không liên quan trực tiếp. Điều này khiến bạn vừa mất thời gian và tốn công sức đọc và đánh giá về sau. Các nguồn để thu thập tư liệu trước tiên là thư viện. Thư viện trường mình có rất nhiều sách và tạp chí. Đặc biệt một dịch vụ mà thầy thấy rất hữu ích cho nghiên cứu là dịch vụ thư viện điện tử của trường. Đây là một dịch vụ miễn phí. Kho tư liệu điện tử của trường có rất nhiều sách ngoại văn và trường cũng có một số liên kết với các cơ sở dữ liệu trả phí để phục vụ nghiên cứu. Để vào thư viện điện tử thì các bạn phải truy cập từ các máy tính của nhà trường. Các bạn có thể liên hệ với thư viện để biết thêm chi tiết. Nguồn tư liệu thứ hai là các cơ sở dữ liệu miễn phí như Google, Google Scholar, SSRN, ResearchGate hay Academia. Google và Google Scholar thì chắc các bạn đã biết rồi. Ba cơ sở dữ liệu sau được hình thành bởi một mạng lưới các nhà nghiên cứu để chia sẻ các bài nghiên cứu của mình. Đa phần các bài nghiên cứu ở đây đang ở dạng bản thảo, chưa được thẩm định và xuất bản chính thức, nên các bạn thận trọng khi sử dụng. Dù vậy, các nghiên cứu đăng trên các cơ sở dữ liệu này vẫn là nguồn tham khảo có giá trị. Nguồn tư liệu thứ ba là các cơ sở dữ liệu trả tiền như Elsevier hay Wiley Online. Các cơ sở dữ liệu này xuất bản các nghiên cứu chuyên ngành đã được thẩm định nên chất lượng rất an tâm. Đây nên là nguồn tham khảo chính của các bạn. Để tìm kiếm nhanh và chính xác, các bạn nên tìm kiếm theo từ khóa. Các bạn nên xác định một số thuật ngữ chuyên môn chính liên quan đến chủ đề nghiên cứu của mình và tìm dựa trên các thuật ngữ này. Sau khi tìm được một số tài liệu tham khảo có liên quan, điều đầu tiên là bạn phải đánh giá nguồn tư liệu. Cụ thể, các bạn có thể sàng lọc bằng cách trả lời các câu hỏi sau. Liệu tài liệu có phải là tài liệu học thuật hay tài liệu thông tin thông thường? Tác giả có phải là chuyên gia trong ngành và có uy tín hay không? Tài liệu có được xuất bản bởi các nhà xuất bản hay cơ quan có uy tín hay không? Sau khi sàng lọc tài liệu có liên quan và có chất lượng, bạn tiến hành đọc lướt. Ở giai đoạn này, bạn chưa nên đọc kỹ từng tài liệu mà đọc nhanh để sàng lọc lần hai. Bạn chỉ cần đọc để lấy ý chính, để chọn lọc và xếp hạng theo mức độ ưu tiên. Cuối cùng, các bạn mới tiến hành đọc kỹ từng tài liệu theo thứ tự ưu tiên. Khi đọc tài liệu, bạn cần phải ghi chú. Vì việc làm lịch sử nghiên cứu có thể kéo dài,
Số lượng tài liệu liên quan có thể rất lớn và bạn còn có rất nhiều việc khác trong cuộc sống phải làm. Nếu bạn đọc mà không ghi chú, có thể bạn sẽ quên những gì mình đã đọc sau vài hôm, hoặc bạn có thể không nhớ nổi điều mình đã đọc xuất phát từ nghiên cứu nào. Trên đây là một mẫu phiếu ghi chú và một ví dụ đính kèm. Cuối cùng, bạn cần phải viết ra những gì mình biết về chủ đề nghiên cứu được chọn. Bạn phải viết sao cho độc giả có thể hình dung ra được bức tranh tổng thể về chủ đề nghiên cứu và vị trí của nghiên cứu của bạn trong bức tranh tổng thể này. Nếu bạn viết lịch sử nghiên cứu như một sản phẩm riêng biệt, bạn cần phải tuân thủ cấu trúc viết văn, đó là có phần giới thiệu, phần thân bài và phần kết luận. Thầy làm thử một ví dụ minh họa rồi sau đó các bạn sẽ làm tương tự với đề tài của mình. Trong ví dụ trước, thầy xác định vấn đề nghiên cứu của mình như sau: tác động của học tập trực tuyến đến kết quả học tập của sinh viên. Bây giờ thầy sẽ bắt tay vào tìm kiếm tài liệu tham khảo cho đề tài của mình. Trước khi tìm kiếm, thầy liệt kê một số từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trước tiên, thầy sẽ thử tìm kiếm với các cơ sở dữ liệu miễn phí, ví dụ như Google và Google Scholar. Thầy sẽ nhập các từ khóa của mình vào ô tìm kiếm. Nếu thầy muốn tìm kiếm văn bản PDF để có thể tải về, thì thầy thêm chữ PDF vào ô tìm kiếm. Kết quả hiện ra là các tài liệu định dạng PDF có liên quan đến một hay vài từ khóa mà thầy nhập vào. Thầy xem qua tên tài liệu để sàng lọc. Những tài liệu nào có liên quan thì thầy sẽ tải về để đánh giá sau. Để tìm tài liệu bằng tiếng Anh, thầy nhập các từ khóa bằng tiếng Anh vào ô tìm kiếm. Sau đó thầy lại làm bước sàng lọc và tải tài liệu về máy. Để tìm kiếm hiệu quả, thầy khuyên các bạn phải biết các từ khóa liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh. Lý do là vì tài liệu nghiên cứu trên mạng đa phần là bằng tiếng Anh, rất ít tài liệu bằng tiếng Việt. Nếu các bạn chỉ tìm tài liệu bằng tiếng Việt thì có thể sẽ không tìm được tài liệu mình cần. Các bạn cũng có thể tìm kiếm tài liệu trên Google Scholar. Các bạn thấy bên trái màn hình, Google Scholar có chức năng rất hữu ích là lọc tài liệu theo thời gian. Ngoài việc tìm kiếm tài liệu trên các kênh miễn phí, các bạn cũng cần phải tìm kiếm tài liệu trên các kênh trả phí. Lý do là vì tài liệu trên các kênh trả phí thường là của các nhà xuất bản có uy tín, chuyên xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu chuyên ngành. Sử dụng tài liệu từ các kênh này thì các bạn sẽ an tâm hơn về chất lượng. Ví dụ, thầy dùng cơ sở dữ liệu Wiley Online Library. Thầy nhập các từ khóa tiếng Anh vào ô tìm kiếm và trang web sẽ hiển thị rất nhiều tài liệu chuyên môn có liên quan. Bên trái màn hình là chức năng lọc tài liệu theo chủng loại và thời gian. Trong ví dụ này, trang web hiển thị lên đến hơn 190.000 tài liệu là bài báo nghiên cứu. Thầy rà tên các tài liệu thì thấy một tài liệu rất liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình. Bài báo này xuất bản trên tạp chí nghiên cứu có tên là Journal of Computer Assisted Learning của nhà xuất bản Wiley nên chất lượng khá an tâm. Để biết thêm nội dung của bài báo, xem thử có thực sự liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình không, thầy đọc phần tóm tắt của nghiên cứu. Sau khi đọc phần tóm tắt, thầy cho rằng bài báo này rất liên quan và có thể là một trong vài tài liệu tham khảo chính của thầy, và thầy nên đọc kỹ toàn văn. Vì bài báo này đăng trên cơ sở dữ liệu trả phí nên thầy không thể tải toàn văn về. Thầy sẽ ghi chú lại các thông tin của bài báo và liên hệ với thư viện để nhờ họ tải về giùm. Trên đây, thầy đã làm một ví dụ về tìm kiếm tài liệu nghiên cứu trên Internet và tiến hành đánh giá và chọn lọc tài liệu. Trong phần thực hành, các bạn sẽ làm tương tự với đề tài của mình. Phần đọc và tổng hợp và viết lược sử là bài tập về nhà dành cho các bạn.